Phượng Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay em có một cái lô mai bí mới ton luôn cả nhà, em muốn giới thiệu với mọi người nha. Thì em khảo sát được khoảng cỡ 70-80% là bí 4 múi đây cả nhà. Đó, cả nhà thấy ha, 4 múi, 4 cái khía nè. Rồi, đó cái này là em cứ lấy đại ra rồi em thử em mơ lên cho cả nhà xem. Trong đó thì còn lại là 3 múi, 2 múi, 1 4 múi mà một bên, hoặc là cái hình giống như bể á cả nhà. Đó, cái hình giống như bể nè. Và đặc biệt một điều là cây này bây giờ là tầm đàn thông vô cùng thích hợp luôn. Bởi vì chi cành nhánh rất là đều ha. Cây cao khoảng từ 50cm đổ lên. Đây, nó mập mạp, hàng này dâm ra rồi nên cây nó cứng khừ luôn cả nhà. Rồi quý khách nhận thì thấy rất là ưng luôn ha. Đó, thì mẫu này em bán là 12.000 một cây và em sẽ bao ship từ 50 cây. À, 30 cây em cũng ship, em không bao ship nha. Còn 50 cây em bao ship, em tặng cả nhà mình 2 cây. Còn 100 cây là em tặng 5 cây. Và quý khách thấy nè, đối với những cái loại này về cứng cáp mình trồng rất là ok nha. Đó, có cái kiểu rễ như thế này. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ moi thử đại vài cây cho cả nhà xem ha. À, về cả nhà mình, tại vì khi mà Quỳnh dâm ra đó thì cũng để thêm một lớp cát, nên là về mình sẽ moi ra. Đây cả nhà thấy nè, mình chế nước lên đó, 4 múi cả nhà ha. Rồi thêm một cây nữa nha. Đó, và những cái cây mai này thì được quấn rễ rất là đẹp, nên thành ra là quý khách về mình sưu tầm á, mình trồng mình để thời gian rất là ok nha. Đặc biệt nó cứng cáp lắm, rồi quá trình vận chuyển sẽ rất là ok luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy nè, chi cành nhánh ha, cây là xứng đáng lắm nha cả nhà, và kết hợp với bộ rễ đẹp nữa, chỉ có 12.000 một cây luôn. Thử một cây nữa, 12.000 một cây và 4 cây thì 30 cây thì em cũng gửi hàng nhưng mà em sẽ không bao phí nha, còn 50 cây thì em bao phí cho mình ha. Rồi thì quý khách thấy là cây này nó mứt mạnh luôn nha, cây cành nhánh nó mứt mạnh đó cả nhà thấy ha. Rồi bây giờ mình nhìn thêm sơ lược cái bộ rễ lại nha cả nhà. Đây, cây cực kỳ tốt luôn nha, chỉ có là 12.000 một cây. À, cái mai này á quý khách, mai này là mai vàng chơi tết á, ương hạt lộn xộn, em không biết chính xác nó là bao nhiêu cánh nha, nhưng mà từ 5 cánh trở lên em chỉ bao cả nhà mình trồng đàn thông thôi, và cây cành nhánh như thế này ha. Đó, rồi lại là Quỳnh giới thiệu những cái mẫu mã này cho cả nhà xem. Cây rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, giá chỉ có 12.000 một cây. 50 cây thì em tặng 2 nha. 50 cây tặng 2, 100 cây thì em sẽ tặng 5. Và về quý khách mình nè, trồng sẽ rất là ưng ý. À, cái chột chỗ này á, là nó cỡ như đầu đũa, gần bằng đầu đũa lớn đó, giữa cái đũa ăn to nha cả nhà. Nó cũng rất là mập mạp và khỏe ha. Mẫu này mình trồng rất là ok. Có cây thì nó cũng cỡ to ống hút một tí xíu, có cây thì cũng cỡ đầu đũa lớn nè cả nhà. Đó, nó lộn xộn như thế này. À, cả nhà xem ha. Rồi, cây rất là đẹp nha. Rồi bên này Quỳnh muốn giới thiệu cho cả nhà mình một mẫu nữa, đó chính là hồ lô. Thì cái mẫu hồ lô này gần đây quý khách rất là thích luôn. Thì hồ lô nó cấu tạo bởi hai cái quần sơ dừa nè. Đó, hai cái quần sơ dừa ha. Rồi, cái quần dưới nó sẽ được 3-4 múi, 2-3 múi. Còn ở trên nó sẽ được 1-2 múi ha. Nó tạo thành một cái hồ lô rất là đẹp, cây cao khoảng cỡ 4 tấc đi lên. 4 tấc đi lên nha cả nhà. Đó, 19.000 một cây. Và em Huỳnh sẽ ship từ 30 cây và bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn. Đây cả nhà. Rồi ha, 19.000 một cây. Cây nào cũng đều có chèo chi cành nhánh nha. Có chèo, có chi cành nhánh nè. Nó rất là tốt luôn cả nhà. Rồi ai yêu thích thì alo cho Huỳnh nha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.